Mới nặng nhẹ nè. Nhúng nhúng luôn. Nhẹ lắm rồi đó. Vui, bà Trang vui. Kem chế qua cái tỉnh luôn. Tỉnh luôn tới chữ. Sợ con chế chích luôn. Sợ con trả thù. Thả lỏng nha. Bà gồng là lụng mụn là cứng lại luôn đó, thịt nó săn lại. Bà làm mình muốn gồng theo luôn. Càng nó đau là nó sẽ đau hơn đó. Thả lỏng ra xíu. Từ từ. 2 phút. Có 2 phút 2 giây. 2 giây, ok. Thả lỏng đi, thả lỏng.
chưa bóp mà không rồng cần. Wow. Để sẽ lắp cái khăn chàng mất rồi. Đau quá. Có gồng sáng luôn á. Đau quá. Rồi ok. Thả thả ra. Dưới. Người da mà đau quá. Nhớ ai nhớ cái bà mua bún trước nè. Cái sao nó muộn đau mà cười, ta cười là ta muốn xỉu luôn. Thà khóc đi. À, khó hoặc là gì đó. Tự nhiên nặng đau rồi bà cười. Ôi trời ơi. Em nhớ bà nữa không? Phúc có thôi bà cười mà giống như là ai chọc lét luôn á. Cười ghê đó. Chị cười, chị tức cười quá. Chị cười theo là chị không nặng được luôn. Vì thấy độc lạ quá. Hay là hồi nhỏ luyện cái chiêu mà ai đánh cũng cười á. Đau cái là cười thôi. Đó, cục này là thì mụn đi mà lì đòn dễ sợ nè. Thôi nghiêng qua này gần xong rồi ráng đi. Gần xong chưa? Gần rồi. Ok. Mà nay hai cái chắc cũng không chịu nổi luôn. Đau vãi. Da mỏng quá nè. Cố gắng dưới này thì đau thiệt. Bỏ gầm cái mình gầm theo luôn. Đau quá. Ngồi ráng đi. Ừ.
người coi họ cũng giật mình.